Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mình mới về được con Amply có model là Denon PMA 2000. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu gold, màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Series 2000 có tổng cộng 7 đời máy, thì dòng 2000 là dòng đời đầu tiên được sản xuất vào năm 1996, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 250W, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 đến 16Ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4Ohm, công suất ra mỗi loa là 160W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8Ohm, công suất ra mỗi loa là 80W, tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa cao bass từ 30cm, thì dòng Denon PMA 2000 đánh rất tốt nha các bạn. Chất âm của dòng Denon PMA 2000 tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực, mid chép, sáng, chi tiết, phù hợp với đa thể loại nhạc. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng ở cao tiết hòa tấu. Các bạn cũng có thể nghe những dòng nhạc tiết tấu nhanh, nhạc trẻ, non top, remix đều thiền rất tốt. Với kích thước chiều ngang là 43,4cm, cao 18cm và hậu sâu là 47,8cm và máy nặng là 20kg. Đặt vào mắt các bạn sẽ thấy một cái chữ là Ultra High Current Mode, dòng này chạy 4 sòng MOSFET. Đây là mạch bán dẫn dòng cao của hãng Denon. Nó chịu đòn rất tốt nên các bạn có thể dùng để nghe nhạc. Bên cạnh đó các bạn sử dụng như một cái power dùng để hát karaoke trong không gian gia đình, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Volume của nó nằm chính giữa rất bắt mắt và có một cái khứa các bạn rất dễ theo dõi. Đầy đủ tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, sụt direct các bạn ứng vào là không chỉnh bass, treble, ba lăng được nghe mỏng. Red out sẽ từ đường thu, ngõ vào thì có input CD tuner AUX1, AUX2. Bên phía trái nó có phono và tép 1, tép 2, tất cả có đèn rất đẹp. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD các bạn ha. Rồi các bạn nhìn vào tổng thể là bên này tất cả là không một tì vết nha các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem mặt sau luôn. Nhìn vào tổng thể mặt sau, con Denon PMA 2000 mình về là còn rất vàng, rất mới nha các bạn. Ở đây Capric NMMC, Phono, CD, Tuner, AUX1, AUX2, Tép 1, Tép 2 là không có hiệu bấm rút, rất vàng nha các bạn. Đây điểm tiếp mát nha các bạn. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 6Ohm. Các bạn nhìn những dòng Denon đời 2000 mà được cặp loa vàng như vậy là rất mới nha các bạn. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh bi quay, tức là các bạn ghép những dòng loa đời mới có hai cầu, cầu trên cầu dưới thì phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin Denon PMA 2000 IC 100V và 250W Sushi 0116 đuôi, Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Bên này có một IC LED với total là 360W. Những đầu CD giải mã lục xì sử dụng điện 100V, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Tổng thể mặt sau rất mới, rất bóng nghe các bạn, rất đẹp, không có hiệu cắm rút nha bạn. Ở đây bo mạch tín hiệu đầu vào nè bạn, tất cả nguyên zin nguyên bản sườn sắt, các bạn nhìn tráng phao như mới luôn ha. Rồi ở đây là bo mạch công suất bên trái, rồi tất cả nguyên zin bản tại sườn sắt bên trái cũng còn rất sáng, rất mới. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy hai tăng phô ha, nó nằm trên một miếng sắt ngóc ngách là các bạn không có điểm chê, rất trắng, rất mới. Hai tản giải nhiệt tráng phao luôn, tương ứng bo mạch công suất bên phải bên này sẽ có 2 sòng MOSFET và bo mạch công suất phía trái có bên này có 2 sòng MOSFET, tổng cộng máy chạy 4 sòng MOSFET. Hai tụ lọc nguồn nghe các bạn, sử dụng tụ bên trên là 71V và 12.000 microfarad ha. Đây các bạn thông số tụ ở đây các bạn, hai tụ đều giống nhau. Ở đây có 3 cầu chì bảo vệ nguồn và một tăng phao phụ dành cho phần rề ngóc ngách. Các bạn nhìn sườn sắt trắng rất là mới luôn các bạn, ngóc ngách là không có điểm chê các bạn ha. Rất đẹp. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe sưu tầm. Dòng Denon PMA 2000 cũng rất là dễ ghép loa, các bạn có thể ghép những dòng bô từ 101 tới 701. Các bạn có thể ghép tất cả các dòng loa Nhật, Mỹ, những dòng loa Bass 30, Pioneer, JBL, Guyton, Onigo, Sherwin, Vega, Yamo, những dòng loa cổ Buxel cho Âu đều đánh tốt nha các bạn. Mình đã tháo cái nắp của nó, tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn, không trẻ xước, không mốt, còn rất đẹp các bạn. Mà những con ốc của nó đây các bạn, rất trắng, rất mới các bạn. Hàng đấu giá về ngay các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc, thưởng thức về chiếc âm con Amply Denon PMA 2000 mình mới về ngay các bạn. Hàng đấu giá về bass nè, rất mạnh mẽ. Trep ba lăng phải, rất cân bằng ha.
rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn có âm ly có model là D5PMA2000, mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản, đẹp xuất sắc, không tì vết nha các bạn. Máy bán ra mình vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng. Máy bán ra bao gồm một sợi dây nguồn zin và với giá rất tốt chỉ là 10.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào cốt mình không bao ship. Giá này là rất tốt dành cho con âm ly có model là D5PMA2000 trơn nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.